Lập trường có tính gây hấn của Bắc Kinh trên Biển Đông có thể buộc Hoa Kỳ phải tăng cường sự hiện diện trong khu vực để ngăn chặn những hành vi khó lường của Bắc Kinh. Theo một bài báo trên ấn bản Hoa ngữ của tờ Wall Street China Times của Đài Loan hôm nay, tờ báo dẫn lời bà Linda Jacobson, một nhà nghiên cứu độc lập thuộc Viện Nghiên cứu Lowy ở Sydney, nhận định rằng những hành động của Trung Quốc trên Biển Đông đã chuyển từ kiềm chế sang cương quyết. Theo nhà nghiên cứu này, Bắc Kinh có thể điều một số lớn tàu hải giám ra để đối đầu với lực lượng Việt Nam trong Biển Đông. Hành động leo thang này có thể buộc Hoa Kỳ phải can thiệp quân sự. Bà Jacobson nói có nhiều phần chắc Hoa Kỳ sẽ không có lựa chọn nào khác hơn là thiết lập thêm căn cứ quân sự tại các nước đồng minh ở khu vực Á Châu-Thái Bình Dương, để trong trường hợp cần thiết có thể triển khai phi đạn chống các tàu hoạt động trong các vùng biển lân cận. Chính sách về Biển Đông của Bắc Kinh ngày càng khó lường hơn, theo nhà nghiên cứu này, bởi vì các chính quyền địa phương, cơ quan thi hành luật pháp, quân đội Trung Quốc, các công ty khai thác tài nguyên và ngư dân Trung Quốc đã lợi dụng chính sách đó để xin tài trợ và xin được cấp giấy phép để tăng cường hoạt động, cũng như phát triển các địa điểm du lịch. Tờ báo của Đài Loan hôm thứ Bảy tường trình rằng một hộ tống hạm trang bị tên lửa hành trình của Trung Quốc đã đối đầu với một tàu hộ tống tàng hình lớp Jepard và một tàu hộ tống khác của Việt Nam gần bãi Gagma, tức là Johnson South Reef thuộc quần đảo Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đang xây một phi đạo dài 2.000 mét. Hôm Chủ nhật, Bộ Ngoại giao Philippines ra thông báo nói rằng việc Việt Nam tuyên bố lập trường trước Tòa án Trọng tài Liên Hiệp Quốc có lợi cho hồ sơ khiếu kiện của họ, vì sự tham gia của Việt Nam cổ vũ cho quyền pháp trị và tìm các giải pháp hòa bình, không bạo động để giải quyết các tranh chấp chủ quyền Biển Đông dựa trên luật quốc tế. Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine cho rằng làm như vậy không phải là Việt Nam tham gia vụ kiện của Philippines, mà đây chỉ là một bước tối thiểu, vì giới lãnh đạo Việt Nam vẫn chưa thống nhất có nên khởi kiện Trung Quốc hay không. Việc khởi kiện Trung Quốc là vấn đề rất là quan trọng, không những bảo vệ quyền lợi của Việt Nam mà cũng cho thế giới thấy là Việt Nam bảo vệ an ninh hàng hải và an ninh cũng như ổn định trong khu vực. Nhưng mặc dù hiện nay thế giới và các nước trong khu vực đang mong chờ một cái hành động cụ thể rõ ràng ở Việt Nam, thì tổng giới lãnh đạo họ chưa thật sự đồng tình để làm chuyện đó. Hôm 11 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tái khẳng định lập trường trước sau như một của Việt Nam. Đó là kiên quyết bác bỏ yêu sách của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các vùng nước phụ cận, và các quyền mà Trung Quốc mô tả là lịch sử của họ đối với các vùng biển bên trong đường đứt đoạn mà Bắc Kinh đã đơn phương đưa ra. Trung Quốc vẫn một mực bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam tại Biển Đông là bất hợp pháp và không có hiệu lực. Đồng thời, Bắc Kinh gay gắt đả kích Philippines là hành động như trẻ con khi đưa Trung Quốc ra trước Tòa án Trọng tài Quốc tế. Bắc Kinh nói Philippines lẽ ra phải hành động hợp lý hơn, xét các quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và các nước ven Biển Đông, kể cả Philippines, ngày càng gắn kết chặt chẽ với nhau hơn. Tòa án Trọng tài thường trực ở La Haye cho Trung Quốc tới ngày 15 tháng 12 để trả lời đơn kiện của Philippines. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm 15 tháng 12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố Tòa án La Haye không có quyền tài phán đối với các cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nhận định, trong cuộc tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn, nhưng Bắc Kinh sẽ phải trả giá cho thái độ bất hợp tác với quốc tế. Tôi nghĩ rằng là lẽ dĩ nhiên là Trung Quốc vẫn tiếp tục ương ngạnh và theo đuổi cái chính sách tầm ẩn dâu. Trung Quốc sẽ tiếp tục chiếm và xây dựng ở trên các cái đảo ở Hoàng Sa và Trường Sa. Như thế thì đến lúc nào đi nữa, tôi nghĩ các nước trong khu vực sẽ cùng nhau phản ứng, và khi mà các nước cùng nhau phản ứng thì Mỹ và các cường quốc khác sẽ có lý do mà để cùng bảo vệ an ninh trong khu vực. Thưa giáo sư, Trung Quốc không có chấp nhận cái quyền tài phán của Tòa án Trọng tài Quốc tế, nhưng mà nếu mà Tòa án Quốc tế xử Philippines thắng kiện thì điều đó mở đường cho Việt Nam khởi kiện Trung Quốc, có phải như vậy không ạ? Vâng, và thật ra nếu mà Philippines thắng kiện thì nước được lợi lớn nhất là Việt Nam, là bởi vì chủ yếu cái cuộc kiện của Phi Luật Tân là về cái đường chín đoạn, tất nhiên là đường lưỡi bò,
mà đường lưỡi bò là cái đường mà nó liếm cái lãnh hải của Việt Nam nhiều nhất. Cho nên nếu mà Phi Luật Tân thắng Trung Quốc trong cái bộ kiện này thì Việt Nam sẽ là nước dĩ nhiên là được lợi nhất. Theo lịch trình, Tòa án trọng tài của Liên Hiệp Quốc sẽ ra phán quyết vào cuối năm tới hoặc đầu năm 2016.